ngày 12 tháng 12 năm 2020, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với hai đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Hai đối tượng bị bắt là Võ Ngân Hà, sinh năm 1986, trú huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định và Nguyễn Văn Đức, sinh năm 1997, trú huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông. Trước đó, để có tiền tiêu xài và cờ bạc, Hà và Đức đã rủ nhau đến địa bàn huyện Tây Sơn tìm kiếm xe máy để trộm cắp. Từ tháng 8 năm 2019 đến thời điểm bị bắt, Hà và Đức đã thực hiện tổng cộng 4 vụ trộm cắp xe máy. Tại thời điểm bị bắt, đối tượng Võ Ngân Hà còn bị công an thành phố Quy Nhơn khởi tố vì tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, sau đó bị tòa án nhân dân xử phạt 19 năm tù. Còn đối tượng Nguyễn Văn Đức cũng bị công an huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai khởi tố về tội trộm cắp tài sản.